Thưa quý vị, phát triển kinh tế đi đôi với lợi ích dân sinh, lợi ích xã hội là phương châm hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp trong thành phố chúng ta hiện nay. Điều này được thể hiện khi có hàng trăm sản phẩm thuộc các nhóm ngành hàng khác nhau của các doanh nghiệp đã được vinh danh tại lễ công bố top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013 do báo Lao động và Xã hội, tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp tổ chức. Thông qua việc lấy ý kiến bình chọn trực tiếp từ người tiêu dùng, giải thưởng này góp phần đánh giá được chất lượng của các sản phẩm hiện nay trên thị trường. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm vinh danh khuyến khích các doanh nghiệp có nhiều sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn hàng hóa sao cho phù hợp cũng như là hàng hóa có chất lượng cao. Và riêng ở nhóm ngành thực phẩm lọt vào top 100 sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em thì dầu ăn Vio Extra của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cũng được người tiêu dùng và hội đồng bình chọn đánh giá cao. Và được biết thì các vi chất có trong dầu Vio Extra được phối trộn theo tỷ lệ thích hợp từ dầu mè và dầu gấc, có bổ sung DHA, dầu vitamin A và E tự nhiên cũng như là tăng cường dưỡng chất giúp cho trẻ có thể chất khỏe mạnh, mắt sáng và thông minh và cũng như là phát triển tốt về chiều cao. Đây là sản phẩm thân quen của các bà mẹ có con trong độ tuổi ăn dặm hoặc từ 6 đến 8 tháng tuổi. Bên cạnh giải thưởng về sản phẩm, công ty dầu thực vật Tường An còn đoạt được cúp doanh nghiệp tiêu biểu có sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em. Và để đạt được danh hiệu đầy uy tín đó thì công ty cổ phần dầu thực vật Tường An đã luôn chú ý làm ra những sản phẩm tốt cho người tiêu dùng như là dầu nành tốt cho tim mạch, dầu mè tinh luyện giúp giảm được cholesterol trong máu. Có thể nói để đạt được danh hiệu 100 sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em không phải là một điều dễ dàng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực sự đầu tư tâm huyết với sản phẩm do mình tạo ra. Không chỉ đẹp về mẫu mã, tốt về chất lượng mà còn phải thực sự mang lại lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe cũng như là thể chất cho người sử dụng. Được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt.